Chào mừng các em đến với video bài học tiếp theo môn toán bài phép chia hết và phép chia có dư. Nội dung của bài học hôm nay, chúng ta đi tìm hiểu kỹ hơn về phép chia hết, nhận biết phép chia có dư và điều kiện của số dư. Sau đó thì chúng ta sẽ làm các bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là phép chia hết. Trong bài học trước, các con đã học về phép chia, về bài số có hai chữ số, chia số có hai chữ số cho số có một chữ số, chia hết ở các lượt chia. Và tất nhiên thì phép chia đó đều là phép chia hết. Tuy nhiên về bản chất cụ thể của một phép chia hết là như nào? Có lẽ có nhiều bạn còn rất mơ hồ. Chính vì vậy trong phần đầu tiên này, thầy sẽ giúp các con hiểu hơn về phép chia hết. Chúng ta sẽ đến với ví dụ 1. Thầy có 8 quả bóng và thầy đem chia đều cho hai bạn. Các con thử đoán xem mỗi bạn có mấy quả bóng. Bây giờ thầy sẽ thực hiện chia đều cho hai bạn. Và ta thấy rằng mỗi bạn sẽ được 4 quả bóng, đúng không nào? Vậy thì khi thầy thực hiện chia đều 8 quả bóng cho hai bạn, tức là thầy đã thực hiện phép chia 8 chia cho 2. Và ta thấy rằng khi thầy chia như vậy, thì thầy sẽ không còn dư quả bóng nào nữa. Nên thầy nói phép chia 8 chia 2 là một phép chia hết. Vậy cụ thể như thế nào? Thầy và các con hãy đặt tính nhé. 8 chia 2 được 4, thầy viết 4. Sau đó, thầy sẽ lấy thương nhân lại cho số chia 4 nhân 2 bằng 8, thầy viết 8 và 8 trừ 8 bằng 0. Ta nói 8 chia 2 là phép chia hết. Ta viết 8 chia 2 bằng 4. Đọc là 8 chia 2 bằng 4. Ở đây thì số dư bằng 0 nên ta nói 8 chia 2 là một phép chia hết. Vậy phép chia hết là một phép chia có số dư bằng 0. Các con chú ý nhé. Chúng ta sẽ đến với ví dụ B. Để chúng ta biết được một phép chia được gọi là một phép chia có dư như thế nào, chúng ta sẽ đến với ví dụ. Thầy có 9 quả bóng và thầy cũng thực hiện chia đều cho hai bạn. Các con hãy thử đoán xem mỗi bạn sẽ được nhiều nhất mấy quả bóng và thầy còn dư bao nhiêu quả. Các con lưu ý khi chia đều thì số lượng quả bóng của hai bạn phải bằng nhau nhé. Còn bây giờ thầy sẽ thực hiện chia. Ta thấy khi thầy chia thì mỗi bạn được nhiều nhất là 4 quả bóng và thầy còn dư 1 quả. Khi thầy thực hiện chia đều 9 quả bóng cho hai bạn, tức là thầy đã thực hiện chia 9 chia 2. Vì thầy còn dư 1 quả bóng nên phép chia 9 chia 2 là một phép chia có dư. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia nhé. Thầy lấy 9 chia 2. Vì 9 chia 2 là một phép chia không nằm trong bảng chia 2 cho nên chúng ta phải ước lượng thương. Vậy các con hãy tìm cho thầy số gần với số 9 nhất mà chia hết cho 2, đó là số mấy? Đúng rồi, đó là số 8. Vậy thì tại sao chúng ta lại tìm số gần số 9 nhất? Bởi vì khi chúng ta đi tìm được số gần số 9 nhất thì chúng ta sẽ tìm được số dư nhỏ hơn số chia. Vậy thì số gần nhất của số 9 đó là số 8. Trong bảng chia 2 thì 8 chia 2 bằng 4. Vậy ta ước lượng 9 chia 2 sẽ bằng 4. Và thầy viết 4.
Sau đó chúng ta sẽ nhân ngược lại. Lấy thương nhân cho số chia 4 nhân 2 bằng 8. Thầy viết 8 và thầy sẽ trừ 9 trừ 8 bằng 1. Vậy thì số 1 là số dư. Ta nói 9 chia 2 là một phép chia có dư. Số 1 là số dư. Ta viết là 9 chia 2 bằng 4, mở ngoặc dư 1 và đóng ngoặc lại. Đọc là 9 chia 2 bằng 4 dư 1. Như vậy thì đến đây các con sẽ chú ý cho thầy, đó là số dư bé hơn số chia. Vậy chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập để các con định hình hơn về kiến thức của bài học ngày hôm nay. Bài 1, tính rồi viết theo mẫu. Thầy có bài mẫu A. Thầy có 12 chia 6. Vậy bây giờ thầy sẽ thực hiện phép chia 12 chia 6. Trong bảng chia 6 thì 12 chia hết được cho 6. Đó là 12 chia 6 bằng 2. Sau đó thầy nhân ngược lại, 2 nhân 6 bằng 12. Thầy viết 12 và 12 trừ đi 12 bằng 0. Tiếp theo thì các con hãy tạm dừng video và làm các bài tập giúp thầy. Và đây là kết quả của thầy. 20 chia 5 bằng 4, 4 x 5 20, 20 trừ 20 bằng 0, và viết thành 20 chia 5 bằng 4. 15 chia 3 bằng 5, nhân ngược lại 5 x 3 bằng 15, 15 trừ đi 15 bằng 0, và chúng ta viết 15 chia 3 bằng 5. 24 chia 4 bằng 6, nhân ngược lại 6 x 4 bằng 24, 24 trừ 24 bằng 0. Và chúng ta viết 24 chia 4 bằng 6. Chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Thầy có 17 chia 5. Như vậy thì chúng ta xem lại bảng chia 5 thì không có phép chia nào mà là 17 chia được hết được cho 5. Vậy thì chúng ta sẽ ước lượng thương. Chúng ta ước lượng số nào gần với 17 mà chia hết được cho 5. Và thầy đã ước lượng được là 15 chia 5 bằng 3. Thầy nhân ngược lại và trừ. 17 trừ đi 15 bằng 2. Vậy 2 là 17 chia 5 bằng 3 dư 2. Viết là 17 chia 5 bằng 3 dư 2. Tiếp tục các con hãy dừng video và làm các bài tập còn lại. Và đây là kết quả của thầy. 19 chia 6. Xin lỗi, 19 chia 3 bằng 6. 6 x 3 bằng 18. 19 trừ 18 còn 1. Chúng ta viết 19 chia 3 bằng 6 dư 1. Tiếp theo là 29 chia cho 6 bằng 4. 4 x 6 bằng 24. 29 trừ đi 24 bằng 5. Vậy phép chia này 29 chia 6 bằng 4 dư 5. Cuối cùng là bài 19 chia 4. Vậy thì chúng ta cũng sẽ ước lượng thương. 19 chia 4 bằng 4. 4 x 4 bằng 16. 19 trừ đi 16 còn 3. Vậy chúng ta viết 19 chia 4 bằng 4 và dư 3. Và đây là phép chia có dư. Chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo. Câu C. Ở câu C thì các con sẽ thực hiện chia các phép chia hết và các phép chia có dư. Bây giờ các con hãy tạm dừng video và làm bài tập cho thầy. Và đây là kết quả của thầy. 20 chia 3 bằng 6 và dư 2. 28 chia 4 bằng 7. Đây là phép chia hết. 46 chia 5 bằng 9.
và chúng ta nhân ngược lại 9 nhân 5 bằng 45. Vậy thì bài này sẽ có số dư là 1. Tiếp theo là bài 42 chia 6. Vậy thì chúng ta thực hiện chia 42 chia 6 bằng 7. Nhân ngược lại 7 nhân 6 bằng 42. Và 42 trừ 42 bằng 0. Chúng ta đã kết thúc bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Ở bài số 2, yêu cầu của chúng ta là điền đúng bằng chữ D và điền sai bằng chữ S. Vậy thì các con sẽ tính ở ngoài nháp, sau đó các con biết được kết quả và chọn câu đúng, chọn câu sai giúp thầy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video và làm bài tập. Và đây là kết quả của thầy. 32 chia 4 bằng 8, đúng. Câu B, 30 chia 6 bằng 4, dư 6, sai. Câu C, 48 chia 6 bằng 8, đúng. Câu D, 20 chia 3 bằng 5, dư 5, đúng hay sai? Là sai. Các con hãy so kết quả của mình nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 3. Đã khoanh tròn vào 1 phần 2 số ô tô trong hình nào? Ở đây chúng ta sẽ có hình A và hình B. Như vậy thì chúng ta nhận biết được ở hình A sẽ có 8 ô tô và ở hình B thì có 9 ô tô. Nhưng yêu cầu ở đây là đã khoanh vào 1 phần 2 số ô tô, có nghĩa là đã khoanh vào một nửa số ô tô. Như vậy thì ở hình A và hình B thì chúng ta sẽ nhận ra được đó là gì? Hình nào là được khoanh 1 phần 2 số ô tô? Nào các con hãy chọn. Ở bài này thì các con có thể chọn ở trong làm trong sách giáo khoa bằng cách chúng ta sẽ khoanh hình A hay là hình B. Và đây là kết quả của thầy. À, ở hình A đúng là khoanh vào 1 phần 2 số ô tô. Còn ở hình B thì không phải là đã khoanh vào 1 phần 2, bởi vì chúng ta nhận thấy ở hàng dưới nó có 5 chiếc ô tô lận, cho nên là nó sẽ bị dư ra 1 chiếc. Vậy bài học của ngày hôm nay, các con ghi nhớ cho thầy đó là phép cách nhận biết khi phép chia hết và phép chia có dư. Và chúng ta lưu ý khi chia thì số dư bé hơn số chia. Rồi, thầy chào tất cả các con.